Skill Task. Các bạn định hướng Communication tức là các bạn phải làm bằng những nhiệm vụ thực sự. Ví dụ như mình sẽ cho các bạn cái dụng đề này có cái chủ đề Speaking. Khi đấy mình sẽ yêu cầu các bạn tập luyện nói cảm với nhau. Khi đấy các bạn nói được nhiều thì nói, mà nói được ít nói miễn là phải nói được. Thì như thế các bạn mới làm được. Cho nên các bạn mới sử dụng cái các bạn để học để tạo ra, tự mình tạo ra chính một cái gì đấy thì các bạn mới được. Nên chỉ sợ là mình yêu cầu sau đó các bạn không thực hành thôi. Mới hôm trước ở lớp kia là tại lớp đấy thì mình coi chơi một cái game, yêu cầu vận dụng cấu trúc câu hỏi đảo do hoặc đa ấy, và chỉ mỗi cấu trúc là do you thôi. Đấy là yêu cầu lớp là thực hiện chơi một trò chơi là chạy đi xung quanh lớp này, được thực hiện câu hỏi do you. Đấy, một vài hoạt động chia ở thì tại đơn sau đó sẽ thực hiện câu hỏi yes I do hoặc no I do thôi. Các bạn có biết rằng cuối cùng chỉ có khoảng 8 người là chịu chạy xung quanh lớp một ngày, ngồi im một chỗ, các bạn không thể hiểu, sẵn sàng không chơi luôn. Hỏi xung quanh, những người xung quanh không có, không có, không, em chẳng tìm được, chấm thêm. Có mỗi một bạn đến vào được cuộc 8, à, tên 5 người. Đấy là, tức là mình cũng cố gắng là đẩy các bạn ấy vào cái trường hợp thực tế trong hoạt động thử. Nhưng mà các bạn ấy cũng tự bản thân các bạn cũng không ra. Mình hy vọng là nếu như các bạn đã yêu cầu mình đã cho cái cơ hội thực hành nhiều hơn thì mình yêu cầu thực hành, hoặc là thực hành, tức là mình cũng thích như thế. Bây giờ sang phần practice. Vậy thì để dành thời gian thực hành thì các bạn chăm chỉ lên chữ bài nhá, chữ sớm nhá. Câu bài số 1 có 8 câu, hai bạn lên này. Từ câu 1 đến câu 4. Câu 1 đến câu 4 không? 5 đến 8. Can you? Lập nhóm của lớp mình chứ. Rồi, kết bạn với bạn này, đưa bạn cho vào nhá.
Với câu hỏi số 2,
để hỏi thì mọi người nhớ rằng là cấu trúc của câu hỏi có chữ từ để hỏi và cấu trúc của câu hỏi yes no nó chỉ khác nhau một cái từ để hỏi, được chưa? Còn lại cấu trúc từ đằng sau từ để hỏi thì y xì cấu trúc của câu hỏi nào? Và câu trả lời thay vì dùng yes hay no thì mình viết câu theo cấu trúc thì cần hỏi ra. Mọi người đã nắm vững được cái ý nghĩa của từng từ để hỏi chưa? Mọi người nắm vững được ý nghĩa của từng từ để hỏi chưa? What thì là gì? Cái gì? Mấy cái như là what dễ nhá, which là gì? Mọi người phân biệt giữa what thì which nhá. What là cái gì khi mà mình chưa biết nó là cái bất cứ cái gì cả. Mình muốn biết là cái gì, còn which thì mang tính lựa chọn nhiều hơn. Tức là khi đấy mình đã gần như là có thông tin về cái mà mình hỏi rồi. Tôi mới hỏi là which book, quyển sách nào. Tức là bạn phải có cái ý định về quyển sách nào rồi. Ít nhất là hai quyển sách, nhưng bạn hai quyển sách còn đấy. Tức là mang tính chọn lựa, đã biết rõ rồi. Còn what khi mà bạn biết được cái gì thì nó có một từ nữa, đó là từ để hỏi whom. Whom thì mang tính là ai, đúng không? Thì mọi người lưu ý hay mọi người hay nhầm từ whom. Whom cũng là ai thì để hỏi người, nhưng mọi người nhớ rằng whom thì dùng để hỏi đa phần tân ngữ nhiều hơn, được chưa? Còn từ gì nữa mọi người hay nhầm? Giữa các cái từ kết hợp với từ how, bản thân từ how mang nghĩa là gì? Như thế nào? Thì nó được dùng để hỏi cho cái gì? Câu trả lời sẽ về cái gì? How do they live? Họ sống như thế nào? Thì dùng cái này có thể trả lời đa phần tính từ, có thể trả lời đa phần trạng từ. Nhưng nhớ rằng có một câu hỏi như sau: How do you go to school? Bạn đến trường bằng phương tiện gì? Vậy thì từ how có thể trả lời cho là phương tiện. Mọi người nhớ điều này nhá. Và những cụm từ để hỏi kết hợp với how often là gì? Thường hỏi về mức độ thường xuyên. Và khi hỏi về how often thì câu trả lời chúng ta phải ra cái gì? Ví dụ how often do you read book? Thường xuyên đọc sách bao nhiêu lần? Như thế nào? Thì câu trả lời sẽ trả lời như thế nào? Tiếp, có một cụm hỏi nữa đó là how
lo. Mọi người định cố dịch à, lo là dài, hỏi how long tức là dài bao nhiêu mét đây. Thì cái tiếng này xếp how long này thì mình hỏi về cái gì? À đấy, đứng ngay mà hỏi về độ dài vừa nói xong. Có hỏi về độ dài không? Mọi người chết lại xem nào. How long have you been here? Anh ở đây bao lâu rồi? I've been here for about 2 months. Khoảng 2 tháng, khoảng cách ạ? À? Thế này hỏi về thời gian. Đừng có dịch là long ở đây là dài, là nhầm hỏi về khoảng cách là chết. Mà cái này hỏi về thời gian. Còn hỏi về khoảng cách người ta dùng how xa, bao xa, lúc này nói về khoảng cách. Mọi lưu ý nhá. Vậy thì bài số 2, để đạt được, để làm được bài số 2, các bạn phải xác định được cái phần in đậm đấy nó có nội dung gì. For the number one, she often go to school with him. Him ở đây các bạn thấy rằng nó để nó vai trò tân ngữ đúng không? Sau đó là nó là thành phần chỉ gì? Rõ ràng là chỉ người. Cô ấy thường đi học với anh ấy. Vậy thì để trả lời ra được, để đặt ra được câu hỏi cho thành phần him, các bạn lưu ý này, cách đặt câu hỏi cho thành phần gạch chân. Các bạn cứ lưu ý, cái bước thứ nhất là mình xác định từ để hỏi, đúng không ạ? Các bạn ghi luôn đấy là vào sau này, nếu mà bạn nào đang học thì trên trường thì bạn làm. Thì câu hỏi phải là gì? Là một phòng.
Tức là phải hỏi ra câu hỏi về phương tiện mà cô vừa nói rồi, câu hỏi về phương tiện đó chính là từ để hỏi gì? How. Tiếp, bây giờ đến mượn trợ từ hoặc động từ to be, các bạn thấy rằng trong câu này của mình có to be không? Không. Mà là động từ go, đúng không ạ? Tiếp, chủ ngữ của tôi là ai? Ai không đưa lại được, hỏi như thế nào để trả lời được là ai? You. Vậy thì có chủ ngữ là you để đây, để cái mượn trợ này để phần trợ từ lên. Vậy you thì phải mượn trợ từ gì? Trong câu này là câu khẳng định, thì chỗ này phải mượn trợ từ là you. How do you? Bây giờ động từ không còn là go, đúng chưa? To school. Và lưu ý tiếp, bước 3. Lúc này ta phải đến bước 3. Bước 3 đây là bỏ cái phần này hỏi. Bỏ cái phần này là câu hỏi đi và hoàn thành câu. Vậy thì mình bỏ cái phần đi thì câu chỉ còn là như thế này. Mình đánh dấu hỏi trong cái câu là xong. Và mọi người sẽ thấy là có sự chuyển đổi từ ngôn 1 thành ngôn 2 và ngôn 2 thành ngôn 1. How do you go to work? Thì trả lời ra ngay là I go to work by my car. Còn ví dụ như câu số 5 thì mọi người sẽ tính sao ạ? I usually drink coffee in the morning. In the morning. Vào buổi sáng. À, thế thì bây giờ hỏi mọi người một chút nhá. À, hỏi về thời gian mình có những cụm nào? When. Mình có when. Mình có what time. Mọi người đã phân biệt được hai này chưa? When là dùng để hỏi cho. When là khi nào. What time là mấy giờ. Mọi người nhớ thế nào? When là dùng để hỏi cho câu hỏi về thời gian chung chung. Còn để lấy giờ cụ thể, đáp qua số giờ rất cụ thể thì mọi người đưa ra là what time, được chưa? Vậy thì câu hỏi in the morning vào buổi sáng, mình sẽ bắt đầu với từ when. When. Chủ ngữ ở đây là gì ạ? Ai thì chủ ngữ trong câu hỏi thì lưu ý đổi thành you. Và người ta dùng là usually drink thì mọi người sẽ đặt trợ từ như thế nào? Chúng ta có bỏ động từ và chặn từ chỉ được xuất đi không? Không, nhớ rằng trong câu chỉ được phép bỏ cái gì thôi. À, và bỏ chủ ngữ. Chỉ bỏ mỗi thành phần gần đặt câu hỏi, tức là cái phần in đặt bỏ đi thôi. Vậy sẽ là when do you usually drink coffee. Mọi người nhớ nhá. Câu ai có thể đổi sang thành you? Sao ạ? Câu ai có ai để đổi vào đổi sang thành you hết? À thì đúng rồi ạ. Còn là anh phải đặt câu hỏi và anh phải đặt được như thế là cái câu người ta bắt mình đặt câu hỏi chính là câu trả lời. Vậy thì hỏi làm sao để ra được câu trả lời là ai, tức là tôi, thì đương nhiên phải hỏi là bạn, đúng không ạ? Vậy thì mọi người nhớ là ai thì đổi thành you, we đổi thành you. Nhưng nhớ rằng we có hai nghĩa, một là chúng ta, hai là chúng tôi. Thì nếu hỏi là chúng ta có cần phải đi học vào ngày mai không? Thì câu trả lời là chúng ta không cần, thì trong trường hợp chúng ta cần phải đổi câu. Tự cho câu này. Nếu trong câu hỏi có bao gồm cả người hỏi về đấy, hỏi là ông các bạn ơi mai bọn mình chủ nhật, mình có đi học không nhỉ? Thì rõ ràng trong cái việc đặt câu hỏi cho cả lớp nhưng mà vẫn có cả người hỏi là thì khi đấy trường hợp này chúng ta sẽ không được kết đổi thành thành gì? No, we don't. Thì trong trường hợp này chúng ta không đổi, được chưa? Chúng ta không đi, không, chúng ta không đi đâu. Thì nhớ rằng cái ngôn một ấy với ngôn we ấy, trong câu hỏi và câu trả lời bao gồm chúng ta không loại trừ cái người hỏi ra thì vẫn nguyên ngôn. Còn nếu như mà nghĩa là chúng tôi hỏi là muốn hỏi là để trả lời là không, chúng tôi không đi học. Tôi hỏi các bạn là các bạn ấy chủ nhật có đi học không? Các bạn trả lời là các bạn không đi học chủ nhật, khi đấy các bạn có
bao gồm tôi đấy không? Không, thì cái đấy các bạn trả lời no. We don't. Cũng là câu hỏi chúng tôi không đi thẳng vào chủ đề, nhưng nếu như người hỏi mà là cô, tức là cô chẳng đánh giá, thì các bạn, cô chỉ hỏi các bạn thôi, tức là cô trả lời các bạn không bằng một cô thì các bạn cũng phải đồng thôi. Nhưng nếu như một bạn trong số các bạn hỏi, tức là bạn cũng liên quan đến các bạn, cô trả lời không loại bạn ấy ra thì sẽ không được đồng. Kể các bạn dịch là chúng ta, mọi người hiểu chưa? Từ quy có hai nghĩa mà, một là chúng tôi, hai là chúng ta. Đọc với nghĩa chúng tôi thì là các bạn phải đồng thôi, mà đọc với nghĩa là chúng ta thì không. Mọi người nhớ nhá. Thế bây giờ những cái còn lại thì mọi người đã tự chủ động làm chưa? Ở câu số 2 mọi người sẽ mượn từ để hỏi gì? What time? Câu số 3 mọi người sẽ mượn từ để hỏi gì? How often? Câu số 6 mọi người sẽ tự chủ động từ để hỏi gì? Why? Why? Ta có câu trả lời là cause, đúng chưa? Milk and bread. What? Yes, right. Mọi người thực hiện hết ở nhà rồi đúng không? Mọi người lên trên lớp nhé. Câu số 1, số 2, câu số 3 luôn. Hiểu Wait. Ta chịu thêm bỏ
đến trường cùng với ai? Và ta có thể đặt một câu hỏi khác, which home? À, một câu hỏi khác, which home? Does she often go to school? Lúc đấy thì ta sẽ bỏ cái gì? Được chưa? Có trong hai cách. Một là biết đầy đủ who does she go often go to school with? Hoặc another one is with whom does she often go to school? Ta đẩy cái giới từ lên trước. He brushes his feet about 7 o'clock every day. What time does he brush the toilet? His teeth every day. It's correct. Number 3. How often do they go to see the cinema? Number 6. Why does he go to work late? Correct. Tom has new bread. What does Tom have for his breakfast? It's okay. Number 8. He lives in a small apartment. In a small apartment, is it correct? Tom một căn phòng nhỏ. Tức là phòng này chỉ nơi trốn đúng không ạ? Nơi trốn là dùng quê mà đúng quê đang thiếu gì? Câu số 9 của chúng ta The seldom mang nghĩa là hiếm khi, tức là phải đặt những câu hỏi bằng how often. How often brother đây là số nhiều. Do your brother meet you up? Câu số 10 I usually take my brother. Who do you usually take to the school? Chính xác. Mọi người có biết đặt câu hỏi chưa? Em sai nhé đó. Em vấn đề là gì? Đúng rồi ha. Vấn đề ở đây đâu em mở gì? How đây? Rất là mình chưa nhớ được nghĩa của từ. How cũng được trả lời cho tương tự đúng không? How does she often? Đúng rồi. Chỗ này sai tiếp ở bởi vì mình động từ rồi thì không chưa động từ mình mới để đúng chưa? Chỗ này sai tiếp ở chỗ là đã dùng từ để hỏi người thì phải bỏ cái thành phần đi tạm thời đi. Em mất đối đó là thêm từ. Câu số nguyên. Thêm từ để hỏi câu số nguyên. Đây này, có phải là trả lời là anh trai của tôi đúng không? Thì phải hỏi là để trả lời của tôi thì phải người ta hỏi em không? Mà sao hỏi? Em nói là em đưa em của em đến trường thì cô phải hỏi là bạn đấy đúng không? Bạn đưa ai đến trường đúng không? Thì em trả lời em thôi chứ cô lại hỏi là tôi đưa tôi đến trường thì cô tự trả lời cô cũng được đúng không? Bài số 3, đọc và đặt 8 câu hỏi yes, no. 8 câu hỏi về đọc như question với công viên học. Cái này là free đúng không? Mọi người thích đặt cái nào thì đặt. Mọi người đọc có hiểu về này không? Ai có thể đứng lên đọc hết cả đoạn văn này được không? Cứ đọc đi nào, xem mọi người đọc tiếng Anh như thế nào. Vâng ạ, à, mời anh ạ. Tùy anh ạ. Mọi người nghe xong là chỉnh cho anh ấy phát âm nhá. Ai sai rồi? Tom lives in Liverpool. He does work in a supermarket. À, chậm một chút không ạ? He does. Anh đọc đi ạ. A supermarket. And his mom does home. He has one brother and one sister. His brother lives in Manchester and his sister lives in Birmingham. He has two uncles and three aunts. Tom works at a bank. He works as a manager. Every morning he gets up at 6 a.m. and then
ruin his chin and first on his clothes. He is great for his breakfast. After that, he walked to his office. Because he lives near the Bible, he starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. in the Bible. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He worked here for 10 years. Many Christians like him. And they say hello to him when they come to the Bible. So usually talk to the Christians and make them feel happy. At working, he sometimes will boss to the silver to help him or stay at home to eat food. Sometimes, have a good friend now. He wants to spend his time on this job. Ở đây thì thứ nhất là rất là hoan nghênh tinh thần tự nguyện. Thế ạ, thế mọi người mình hỏi trước là ở nhà mọi người đọc bài này như thế nào? Cha, mọi người có biết rằng là một trong số những cách giúp mọi người dám nói và tăng cái độ trôi chảy cũng như là tăng cái cấu trúc nói sau này của người bằng cách nào, mọi người có biết không? Chính là thông qua bài đọc. Không phải cứ mình nói thì mới là việc nói đâu. Một trong số những cách mà ngày xưa tôi hay dùng, bản thân mình hay dùng để tăng cái khả năng, tức là khả năng trôi chảy, thì đó là việc luyện đọc, được chưa? Và nếu như mọi người bây giờ mà chưa biết làm cách nào để khẳng định mình đọc sai sai như anh ngày hôm nay trong bài này thì có nhiều lỗi sai về phát âm, nhưng không sao cả. Mình sẽ chỉ cho mọi người một cách để mọi người có thể nghe được người bạn đúng đọc với bất cứ một văn bản nào. Bài này nhá, mọi người chỉ cần lên mạng gõ Google ra, mọi người sẽ copy để nghe được bài này. Dạ. Mọi người sau đó sẽ gõ vào phần Google, các bạn tìm cái cụm text to speech. Mọi người gõ cái từ khóa text to speech này, mọi người không cần phải đau cài gì đâu. Đây là mọi người vào các cái đường link nó xuất hiện này. Xong mọi người vào đấy, mọi người bấm lựa chọn cái tốc độ đọc thường. Nếu mọi người chọn đọc nó chậm nhé, mọi người bắt đầu chọn từ âm 2 trở xuống, âm 2, âm 3, âm 4. Được chưa? Và các bạn chọn tùy người đọc là gì, và đến người ta toàn thâu tiếng của những cái người nói tiếng thôi. Mọi người sẽ nghe, mọi người vào đấy cái giao diện nó dễ hoạt động. Ở đây cháu biết mọi người đều là sinh viên với dân công nghệ hết rồi thì nó dễ lắm, đúng không ạ? Sinh viên bây giờ cập nhật rồi, đúng không ạ? Về phần Google vào đấy sẽ là nó có một cái khung hiện ra, tất cả cái trang web text to speech này nó đều hiện ra một cái khung hiện ra pet cái phần mình muốn người ta đọc đấy. Trong trên đấy nó có những cái nút bấm công cụ cho mọi người đọc. Bây giờ thì ở đây mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách đọc ở đây, được chưa? Mọi người lưu ý những cái từ gì mà khó, mọi người chưa phát âm đúng, mọi người là Tony in Liverpool. His dad, không phải dad, his dad work in a supermarket and his mom does housework, không phải housework, housework. He has one brother and one sister. His brother live in Manchester and his sister live in Birmingham. He has two uncles and three aunts. Tom works at the bank. He works as manager. Every morning he gets up at 6 a.m. and then presses the root. Presses. Brat. Presses. Presses his teeth and puts on. Puts on his clothes. Mọi người lưu ý luyện cả cái phần nối âm cuối. He eats bread for his breakfast. After that, he walks to his office because he lives near the bank. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. In the bank, he helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He works here for 10 years. Many customer, được chưa? Phải đầu customer, được chưa? Âm anh á. And they say hello to him when they come to the bank. Tom easily talk to the customer and make them feel happy. Không phải là feel what? Feel. Y dạ.
Feel happy. At weekend, sometimes go to see the cinema to watch films or stay at home to read books. Tom doesn't have a girlfriend now. He wants to spend his time on his job. Được chưa? Bây giờ không bắt mọi người chưa? Bây giờ như sau. Nhóm mình sẽ chia cái này nhá. Cái này rất hay để làm mọi người tự thành. Có phải là họ chỉ yêu cầu các bạn 8 câu hỏi? Yes, no. Yes. Yes, no. Và 8 câu hỏi với chứa từ để hỏi. Hôm nay nó mình game luôn. Được chưa? Đấu cái này. Mọi người thích đấu kiểu nào? Thắng, thua, thì phạt như thế nào là do bên thắng quyết định, được chưa? Mọi người đồng ý không? Bên nào thua người bên thắng đi uống nước. Đây mọi người đồng ý không? Phạt kiểu khác đi. Tùy mọi người. Bây giờ như thế này, chúng ta tùy ý đặt câu hỏi. Thì bây giờ nếu mà làm nhóm theo kiểu hai tay kiểu hơi đông, mình chia làm 4 nhóm đi. Còn ít người 2 bàn là 1, dưới kia là 3 bàn. Dưới này là 3 bàn. 3 bàn trở lấy là ít, trên này là 2 bàn. Chúng ta chia nhóm như thế nhá. Sau đó là mọi người tập hợp lại các câu hỏi của nhóm mình. Ta trận đấu như sau. Các nhóm lần lượt, chúng ta sẽ rút thăm cho ai là người đặt câu hỏi trước. Sau đó ta cứ tính cho vòng kim đồng hồ. Cứ đặt câu hỏi và trả lời. Đến khi nhóm nào không đặt câu hỏi nữa, không trả lời nữa thì nhóm mới thua. Cái nhóm nào tồn tại cuối cùng sẽ là nhóm thắng cuộc. Và người thắng cuộc có quyền quyết định tất cả. Được chưa? Mọi người hiểu được chưa không? Mọi người có đồng ý không? Cái này là cơ hội để mọi người nói cái này. Trong một 8 câu mới đặt hơn người vào 1 nhóm thưa cô. Có phải là 8 câu là 1 nhóm, 8 câu là 1 nhóm của các bạn? Có rất nhiều người, mọi người phải collect lại tất cả các câu hỏi đấy của mọi người. Được chưa? Sau đó gồm lại để làm một cái tập hợp câu hỏi và câu trả lời chung cho cả nhóm. Sau đó dùng cho nhóm này mà bốc trước được cái kiểu như bốc được cái quyền trả câu hỏi trước thì nhóm này cứ tính theo chiều kim hồ, nhóm này bốc được cái phần đi trước thì đặt câu hỏi đằng sau. Câu hỏi nhóm đằng sau phải trả lời được câu hỏi của bạn này. Và sau đó đặt tiếp câu hỏi của nhóm khác, cứ nhận nha đặt câu hỏi và trả lời. Vừa trả lời đặt câu hỏi, cứ lần lượt đến khi nào nhóm nào không thực hiện được thì bỏ xuống. Được chưa không ạ? Được chưa không? Thôi đi. Cái này đặt phòng thực hiện là câu hỏi mà trả lời. Người sẵn sàng không? Bên này là bên hỏi hay không? Thì là sẽ phải bốc thăm xem mà nhóm nào không biết là tôi làm gì được cái quyền là cái chữ bài đấy rồi bốc thăm thì vâng, bốc thăm và xem ai là người có quyền đặt câu hỏi, ai đi đầu